Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tối nay 23 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu họp báo công bố danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Thị trường Bà Rịa Vũng Tàu chưa thấy xuất hiện loại đồ chơi slim nói riêng, đồ chơi có thể gây độc hại nói chung. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và các đơn vị thành viên chủ động linh hoạt triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu do vừa được giao. Thưa quý vị, những ghi nhận về công tác chuẩn bị bầu cử hôm nay sẽ bắt đầu với hoạt động kiểm tra của Ban chế độ bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại các huyện thị thành phố trong tỉnh. Ban chế độ bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Vũng Tàu. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu cho biết, thành phố có 173 khu vực bỏ phiếu, trong đó 5 khu vực bỏ phiếu sớm. Ủy ban bầu cử thành phố đã tích cực chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, thông tin tuyên truyền về bầu cử, chuẩn bị phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử. Các thành viên trong đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ban chỉ đạo bầu cử các cấp của thành phố Vũng Tàu. Đoàn cũng giải đáp hướng dẫn một số vướng mắc khó khăn, kiến nghị của địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bước tiếp theo đúng thời gian quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ông Phạm Viết Thanh yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử của thành phố, các xã phường tiếp tục chủ động nắm sát tình hình và có các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, chủ động xây dựng các phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là phương án phòng chống tụ tập đông người gây rối, chủ động trong phòng chống dịch COVID-19. Các cấp ủy cần dành thời gian để hướng dẫn các khâu chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu, có kế hoạch xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Trước đó, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã kiểm tra về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu mẫu, điểm niêm yết danh sách tại trụ sở khu phố 3 phường 2 và trụ sở Ủy ban nhân dân phường 1 thành phố Vũng Tàu. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử huyện Xuyên Mộc với Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn, sau hội nghị hiệp thương lần 3, huyện Xuyên Mộc đã chốt danh sách các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân các xã thị trấn, đã lập và niêm yết danh sách cử tri. Huyện dự kiến kế hoạch tổ chức vận động bầu cử cho những ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị huyện Xuyên Mộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục là quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn của huyện. Cái này chúng ta phải làm liên tục và thường xuyên. Đó. Thể hiện ngày 23 tháng 5 2021 là ngày hội đó, lớn của toàn dân tộc của chúng ta. Xuống các xã thị trấn để chúng ta tuyên truyền các đội hình thông tin lưu động đó, bằng những cái hoạt cảnh xã hoạt cảnh để chúng ta tuyên truyền về bầu cử. Bà Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các xã thị trấn Xuyên Mộc xây dựng chương trình hành động để vận động tranh cử trong các cuộc tiếp xúc cử tri sắp tới. Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn, ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thị xã Phú Mỹ báo cáo, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Phú Mỹ và xã phường trên địa bàn qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đều đạt 100% tín nhiệm. Đến nay thị xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, thành lập 83 tổ bầu cử tại 83 khu vực bỏ phiếu chính thức và 62 khu vực bỏ phiếu dự phòng. Ủy ban bầu cử thị xã và các xã phường cũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp ban hành kế hoạch tổ chức vận động bầu cử.
hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động của từng ứng cử viên để tổ chức vận động bầu cử theo quy định. Về tình hình trật tự thì cho tới bây giờ thì công an xã Hồng Vĩ đã cơ bản hoàn chỉnh tất cả những kế hoạch phối hợp quân sự các ban ngành, rà soát tất cả 83 điểm bầu cử chính thức và ngoài ra có những điểm bầu cử phụ để đảm bảo an trật tự phòng cháy chữa cháy. Các cái vị trí thì đã được lên kế hoạch phối hợp quân sự rà mì. Công an xã Hồng Vĩ sẽ bố trí người đảm bảo cho xuyên suốt cho đến cái ngày mà bầu cử xong. Một phần nữa là cái đảm bảo an trật tự trên bầu phiếu. Khi di chuyển từ các điểm bầu cử về trung tâm thì công an xã Hồng Vĩ đã tiến hành. Và dự kiến là cái ngày bầu cử thì lực lượng công an sẽ trực 100%. Và nếu lực lượng mà không bảo đảm là thiếu thì sẽ tăng cường từ công an tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thị xã tiếp tục kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự, dịch bệnh COVID-19, bám sát diễn tiến, có kịch bản ứng phó với mọi tình huống, nhất là ở những nơi diễn ra vận động tranh cử, tập trung giải quyết tốt khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử, tránh để kéo dài. Công tác tuyên truyền là phải đảm bảo là chúng ta làm tốt nhất trước khi diễn ra bầu cử, kể cả tài liệu, thông tin, hướng dẫn v.v. cho người dân. Chứ đợi lúc gần tới bầu cử rồi chúng ta làm thì công tác tuyên truyền nó đạt kết quả thấp. Cái lộ trình trong công việc cũng đề nghị là chúng ta có bám sát cái mốc thời gian, ưu tiên hết cho công tác bầu cử đến khi bầu cử kết thúc. Ủy ban bầu cử thị xã Phú Mỹ đang chuẩn bị tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ bầu cử, hoàn thành trước ngày 25 tháng 4. Nhận và phân phối tài liệu phiếu bầu cho các ban bầu cử trước ngày 28 tháng 4. Niêm yết danh sách tiểu sử ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trước ngày 28 tháng 4. Chốt danh sách và phát thẻ cử tri trước ngày 17 tháng 5. Chiều nay 23 tháng 4, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng tiểu ban thông tin tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông báo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh từ sau phiên họp Ủy ban bầu cử lần thứ hai cho đến nay. Theo thông tin tại buổi họp báo, sau hội nghị hiệp thương lần 3, tổng số đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 người, số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 85 người. Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 430 người, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 3.459 người. Toàn tỉnh có 857.000 cử tri và các địa phương đã thành lập 814 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử tại 814 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo luật định tại 960 điểm bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được thực hiện theo từng giai đoạn của bầu cử, phù hợp với yêu cầu và nội dung cần cung cấp đến toàn thể nhân dân với nhiều phương thức đa dạng phong phú. Ủy ban bầu cử tỉnh đã giao cho báo Bà Rịa Vũng Tàu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, sở là vụ thực hiện 7 sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn về bầu cử như là phụ trang hướng dẫn trang trí điểm bầu cử, phụ trang quy trình bỏ phiếu bầu cử, v.v. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng trình bày nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Theo nghị quyết này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 85 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở 11 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Danh sách 85 đại biểu sẽ được niêm yết công khai tại 960 điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử brt.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trên trang thông tin điện tử của báo Bà Rịa Vũng Tàu, cổng thông tin điện tử tỉnh. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất quy trình hiệp thương, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đều đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các địa phương trong tỉnh đã hoàn tất hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó 8 người ở địa phương và 2 người do Trung ương giới thiệu. Số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 85,
trong đó 84 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, một người tự ứng cử. Tổng số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 430, Hội đồng Nhân dân cấp xã là 3.468 người. Theo kế hoạch, từ 23 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử cấp huyện, thị, thành và cấp xã, phường, thị trấn công bố niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại 814 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội, 11 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để bầu 52 đại biểu, 66 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 555 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, toàn tỉnh có 857.010 cử tri, trong đó 857.010 cử tri bầu đại biểu Quốc hội, 857.010 cử tri bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 855.636 cử tri bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thị, thành và 822.601 cử tri bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp phường, xã, thị trấn. Để đảm bảo cho cái thành công của bầu cử, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện một số nội dung công việc. Cái thứ nhất là triển khai kế hoạch tổ chức cái hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Đây là một cái cơ sở để cho người tham gia ứng cử báo cáo chương trình hành động của mình cho cử tri. Và đây cũng là dịp để cử tri biết ứng cử viên tại đơn vị bầu cử của mình, để sau này có cái sự tín nhiệm và bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền bầu cử được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện thông qua nhiều hình thức. Tuyên truyền bằng pano áp phích, banh rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, thông qua các buổi sinh hoạt dân cư. Đến thời điểm này, 7 địa điểm bỏ phiếu mẫu tại 7 huyện, thị xã, thành phố, trừ huyện Côn Đảo đã hoàn tất, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. Thì tỉnh cũng gồm có 3 khu phố, mà lại khu phố Thành Sơn là mẫu cho bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ chỗ đó cách đây trên một tuần là tỉnh về trang trí là cái điểm bầu cử. Từ chỗ đó là các xã, các địa phương mấy ngày nay cũng như là hội hiệp đi ra chụp hình đo nên họ để lấy cái mẫu đi vào các địa phương để làm. Được các cấp rồi các nghe thông tin truyền hình tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân hiểu biết được cái luật bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì đến ngày 23 tháng 5 này thì nói chung là tôi và gia đình và vận động bà con nhân dân hàng xóm ấy là sẽ đi bỏ phiếu bầu cử lựa chọn những người có tài có đức để mà phục vụ nhân dân. Sẽ đi vào sớm nhất. Từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử các cấp phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp sẽ tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử. Trước đó, dự kiến ngày 29 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng kinh nghiệm vận động bầu cử cho những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình thời sự tối chuyển sang những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, tới đến nay, 57 trong tổng số 57 nhiệm vụ của đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, gọi tắt là đề án 896 và 19 nghị quyết của Chính phủ đã triển khai hoàn thành. Tổng hợp kết quả rà soát của 22 bộ ngành, đã có 1.126 trong tổng số 1.934 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, chiếm tỷ lệ 58%. Trên cổng dịch vụ công quốc gia, đến nay đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số là 6.800 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền, với hơn 116 triệu lượt truy cập, hơn 468.000 tài khoản đăng ký. Riêng về cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, đã cơ bản hoàn thành việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư và nhập liệu vào hệ thống theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, tạo tiền đề để xây dựng chính phủ điện tử. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện đề án 896.
Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành đã tham dự. Thời gian qua trên địa bàn cả nước, quá trình triển khai đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, việc triển khai đề án 896 từng bước được thực hiện tinh gọn, đơn giản, nâng cao hiệu quả hoạt động trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về dân cư ở địa phương. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong cả nước, đồng thời yêu cầu Bộ Công an, các bộ ngành hoàn thiện triển khai nhanh và đồng bộ việc kết nối liên thông cơ sở dữ liệu của bộ ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, tiến tới xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số để phục vụ nhân dân ngày càng nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm hơn. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì dư luận hết sức hoang mang với vụ việc 35 học sinh ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị ngộ độc do sử dụng slime, một loại chất dẻo ma quái. Slime là loại đồ chơi khá phổ biến trên thế giới, được làm từ keo xà phòng, keo làm hồ dính và nước rửa chén. Tương tự như đất sét, nhưng slime dẻo như là cao su và mềm như nước, với nhiều màu sắc bắt mắt, người chơi có thể bóp nặng thành những hình thù mình yêu thích. 5 năm trở lại đây thì slime được bán nhiều ở các cửa hàng văn phòng phẩm, đặc biệt là các cửa hàng rong trước cổng trường. Tuy nhiên, theo một chuyên gia hóa học và môi trường, thì mọi slime đều được làm từ hóa chất và phụ gia. Những hóa chất nguồn gốc tốt, pha trộn đúng tỷ lệ sẽ tạo ra slime an toàn và ngược lại. Thị trường đồ chơi cho trẻ em ở Bà Rịa Vũng Tàu đã xuất hiện những sản phẩm từ slime hay chưa? Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số đại lý chuyên phân phối đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh. Chợ Long Điền, huyện Long Điền có 2 hộ kinh doanh ngành hàng đồ chơi trẻ em với hàng trăm loại sản phẩm và được phân phối về các đại lý nhỏ lẻ, còn tiêu thụ tại chỗ thì rất ít. Các sản phẩm ở đây đều có nguồn gốc rõ ràng. Theo Ban Quản lý chợ Long Điền, đối với ngành hàng đồ chơi trẻ em, Ban Quản lý kiểm soát rất gắt gao, không để những sản phẩm độc hại lưu thông trong chợ. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra những mặt hàng là không có bán những mặt hàng mà gây độc hại cho trẻ em. Và đồng thời chúng tôi, những hộ tiểu thương cũng kết hợp với chúng tôi là không có cam kết là không buôn bán những mặt hàng mà sai quy định của nhà nước. Thì đồng thời cũng trên đó là chúng tôi không có, trong quá trình mà kiểm tra không có phát hiện những cái mặt hàng nào mà vi phạm hết. Chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa có 5 tiểu thương kinh doanh ngành hàng đồ chơi trẻ em, đủ các phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Ở đây đồ chơi cũng được phân phối về các đại lý nhỏ lẻ trong tỉnh và cũng không có loại đồ chơi nào thuộc loại độc hại gây nguy hiểm cho trẻ em. Cửa hàng cố định có giấy phép thành ra bán những cái mặt hàng như là đồ chơi trẻ em thì có tem quy định, có xuất xứ và mấy cái đồ an toàn cho trẻ em. Với lại thường thường là ban quản lý chợ đây với lại công an quản lý trường á thường xuyên hay cũng như là kiểm tra rồi cũng như là nhắc nhở là đừng có bán cái hàng cũng như là có hại. Với các trường tiểu học, những xe hàng trước cổng cũng đã được các nhà trường thông báo tuyên truyền, nên ở những điểm trường được nhóm phóng viên thời sự ghi nhận đều không kinh doanh những loại đồ chơi trẻ em độc hại. Nhà trường cũng cấm không cho bán không cho bán những cái đồ chơi mà độc hại của Trung Quốc vậy đó, không có cho bán, cho nên bán ba bánh kẹo rồi học sinh nó dùng vậy thôi à. Thị trường Bà Rịa Vũng Tàu bày bán phong phú chủng loại đồ chơi trẻ em, nhưng hiện vẫn chưa xuất hiện loại đồ chơi slime nói riêng, đồ chơi có thể gây ngộ độc hại nói chung. Tuy nhiên, đồ chơi trẻ em, nhất là loại đồ chơi bày bán ở những quầy hàng nhỏ lẻ trước cổng trường, thường không rõ nguồn gốc nên rất khó phân định chất lượng, độ an toàn. Riêng với loại đồ chơi slime, theo chuyên gia, nhiều thành phần có trong loại đồ chơi này là chất độc hại. Trong trường hợp trẻ vô tình cho vào miệng thì mức độ ngộ độc rất cao và mức độ nặng nhẹ tùy vào hàm lượng trẻ cho vào miệng là bao nhiêu. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên giám sát khi con chơi slime, thời hạn, thời gian chơi, không để trẻ ngậm hoặc ăn đồ chơi và đặc biệt là chọn mua sản phẩm hoặc nguyên liệu làm slime có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có ghi chú rõ thành phần nguyên liệu và khả năng thích ứng. Thưa quý vị, phấn đấu doanh thu hợp nhất đạt 2.800 tỷ đồng
lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.444 tỷ đồng, tăng trưởng 60,5% so với cùng kỳ, dự kiến chia cổ tức từ 18-22%. Mục tiêu này đã được Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DC Corp thống nhất tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tổ chức ngày 22 tháng 4. Năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DAC Corp cũng đạt kế hoạch vốn đầu tư phát triển dự kiến 9.436 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2020. Trong đó, vốn đầu tư phát triển dự án hơn 9.260 tỷ đồng, vốn đầu tư tài chính gần 172 tỷ đồng. Năm 2021, dự kiến DAC Corp sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn từ 3 năm đến 5 năm để huy động vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm. Theo báo cáo tại Đại hội Cổ đông, năm 2020, doanh thu hợp nhất của DAC Corp đạt hơn 3.140 tỷ đồng, bằng 125,6% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 899,8 tỷ đồng, bằng 138,4% kế hoạch. Công tác đầu tư phát triển hoàn thành 141,3% kế hoạch, chia cổ tức bằng cổ phiếu là 17%. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2020, DAC Corp còn hỗ trợ trên 9,7 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Để vượt qua khủng hoảng kép là dịch COVID-19 và giá dầu duy trì ở mức thấp, năm 2020 vừa qua và trong quý 1 năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và các đơn vị thành viên đã chủ động linh hoạt triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các chi tiêu và nhiệm vụ được giao. Từ cuối năm 2020 đến nay, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí BP Greenling vẫn liên tục ký hợp đồng cung cấp giàn khoan. Gần đây nhất, BP Greenling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan BP Greenling 5 cho dự án nước sâu tại Brunei trong thời gian 6 năm. Dự kiến mọi công việc sẽ hoàn tất vào đầu tháng 5 năm 2021 để bàn giao cho khách hàng. Việc tái khởi động cái giàn khoan BP Greenling 5 này đi làm tại Brunei là hết sức là quan trọng và có ý nghĩa đối với BVD hiện nay. Do vậy là cái công tác bảo dưỡng kỹ thuật là phải làm toàn diện và làm với một cái kỹ thuật tốt nhất, cao nhất. Thì tới thời điểm này thì chúng tôi cũng đã thực hiện, cố gắng thực hiện rất tốt và hoàn thành được những cái mục tiêu của công ty đề ra. Trong quý 1 năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PVN tiếp tục duy trì ổn định. Các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn đều vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó nộp ngân sách nhà nước 19.023 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Để có kết quả này, các đơn vị thành viên PVN đều quyết liệt tối ưu giá trị, tiết giảm chi phí, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của tập đoàn. Trong cái bối cảnh cạnh tranh thì cũng phải tiếp xúc với các khách hàng để mà chuẩn bị những cái kế hoạch, thế rồi lên những cái phương án tiếp nhận hàng hóa để lưu trữ, để vận chuyển, để phục vụ cho khách hàng. Chúng tôi cũng đã hoàn thành cái việc lắp đặt và hoàn thành cái phần cơ khí trên bờ và cái lắp đặt ngoài khơi của cái dàn công nghệ trung tâm sao vàng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, và đồng thời cũng thực hiện được cái cam kết lắp đặt 3 cái dàn khoan cho cái chủ đầu tư Qatar. Bên cạnh đấy thì cũng đảm bảo được tiến độ các cái dự án. Nhận định những tháng còn lại của năm 2021 vẫn còn không ít khó khăn, các đơn vị thành viên PVN tiếp tục điều hành, quản trị phù hợp, tiếp tục mở rộng thị phần, đẩy mạnh tái cơ cấu, ra soát tối ưu chi phí để giảm giá thành, nỗ lực giữ vững sản lượng khai thác và gia tăng trữ lượng dầu khí. Ngoài ra, các đơn vị thành viên cũng tích cực phân tích, cập nhật, đánh giá các rủi ro, cơ hội của thị trường để sẵn sàng đón các cơ hội thị trường trong thời gian tới. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 23 tháng 4. Hiện khu vực tỉnh chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên nền nhiệt bắt đầu tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, mức nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng. Chiều tối và đêm một số nơi vẫn có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Trong vài ngày tới, nền nhiệt khu vực tỉnh vẫn có khả năng tăng nhẹ. Về đêm và sáng sớm, thời tiết mát mẻ nhưng trưa chiều trời lại khá oi bức.
nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm dao động từ 24 đến 26 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 24 tháng 4 năm 2021, mực nước cao nhất 380 cm, xuất hiện lúc 12 giờ 45 phút, thấp nhất 140 cm, xuất hiện lúc 5 giờ 15 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.